Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 210. Sinh thần. Ngày 3 tháng 7 là sinh thần của Tạ Cảnh Hành, khiến Duệ Thân Vương phủ từ trên xuống dưới bận rộn. Mặc dù Tạ Cảnh Hành không ưa chuộng các buổi tiệc tùng, nhưng Vĩnh Lạc Đế hàng năm đều tổ chức yến tiệc tại Bích Tiêu Lâu để chúc mừng hắn. Vĩnh Lạc Đế thể hiện sự quan tâm đặc biệt khiến các triều thần càng tôn trọng tạ cảnh hành trong hai năm qua những biểu hiện của tạ cảnh hành cũng đã khiến nhiều người nể phục sinh thần yến là dịp thuận lợi để thắt chặt quan hệ từ sáng sớm trong sân đã tấp nập người mang quà tặng đến đường thúc bận rộn ghi chép các món quà vào danh sách rồi đưa cho thẩm diệu xem dù đang chiến tranh lạnh với tạ cảnh hành thẩm diệu vẫn là vương phi nên vẫn phải xem qua danh sách này nhìn lướt qua Thẩm Diệu thấy tên các quan lớn nhỏ, ai ai cũng muốn nhân dịp này nịnh bợ, ngay cả Lư Gia và Diệp Gia cũng phái người đưa quà tới. Thẩm Diệu cảm khái, nhờ mối quan hệ thân thiết giữa Vĩnh Lạc Đế và Tạ Cảnh Hành, nếu ở Minh Tề, việc một thần tử tổ chức sinh thần yến rầm rộ như vậy sẽ khiến đế vương nghi kỳ. Nhưng ở Lũng Nghiệp, việc này lại được tổ chức rầm rộ, khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Đường thúc chỉ ra những món quà sẽ được đưa vào kho và những món có thể dùng ngay, rồi nhắc nhở thẩm diệu. Phu nhân đừng quên sớm chút trang điểm, thiết y sẽ phái người tới đón phu nhân tới bích tiêu lâu. Thẩm diệu ngạc nhiên, ta. Đường thúc cười, phu nhân là vương phi, lại là thê tử của điện hạ, nên đương nhiên phải đến. Dù phu thê có cãi nhau, cuối cùng cũng sẽ làm hòa. Nếu phu nhân không đến, điện hạ sẽ càng giận dỗi vì vậy ta biết rồi ta sẽ đi thẩm diệu nói đường thúc thở phào nhẹ nhõm căn dặn thêm vài điều rồi rời đi sau khi đường thúc đi thẩm diệu xem xong sổ sách rồi chuẩn bị về phòng kinh chập tiến tới hỏi cẩn thận phu nhân đêm nay ngài nhất định sẽ đi bích tiêu lâu chứ duệ thân vương phủ bị người khác nhìn chằm chằm ta vừa tới đại lương nếu không đi sẽ bị người ta bàn tán chi bằng trực tiếp đối mặt binh đến tướng đỡ nước đến đất ngăn chẳng phải là tốt hơn sao thẩm diệu trả lời kinh chập gật đầu liên tục đúng vậy để họ thấy rõ tướng quân phủ xuất thân phu nhân làm vương phi cũng không phải chuyện khó cốc vũ kéo kinh chập lại trừng mắt càng nói càng quá kinh chập bĩu ngôi thấy thẩm diệu đi vào phòng liền nói nhỏ với cốc vũ phu nhân chắc đang khó chịu tìm nhiều lý do để hạ mình trước, không ai chê cười đâu. Phu nhân cuối cùng cũng chịu thua, thật là cô gia có bản lĩnh. Cốc Vũ nói, im lặng một chút đi. Thẩm Diệu trở lại phòng, kinh chập và Cốc Vũ theo vào. Cốc Vũ hỏi, phu nhân có muốn chọn trang phục cho tối nay không? Nô tỳ cũng muốn chọn kiểu tóc phù hợp. Thẩm Diệu nói, chuyện đó để sau, ngươi mài mực cho ta trước kinh chập và Cốc Vũ ngạc nhiên, Thẩm Diệu không phải là người thích viết chữ, nhưng các nàng vẫn nghe theo. Khi thấy Thẩm Diệu trải giấy viết thư, họ mới hiểu nàng muốn viết thư. Thẩm Diệu hỏi Cốc Vũ, "Đàm biểu tỷ sắp trở về chưa?" Cốc Vũ nói, "Cao công tử nói nhất định sẽ về kịp đêm nay." La Đàm và Cao Dương mấy ngày nay không biết đi đâu, La Đàm tức giận, Cao Dương phải kéo nàng đi để làm lành. Thẩm Diệu yên tâm biết Cao Dương không làm hại La Đàm, mà Cao Dương còn nguy hiểm hơn. Hôm nay là sinh thần tạ cảnh hành, Cao Dương là bạn thân và phụ tá đắc lực, đương nhiên phải có mặt. Thẩm Diệu suy nghĩ một hồi, rồi bắt đầu viết thư. Nàng viết rồi lại vò nát, viết nhiều lần mới ưng ý. Sau đó, nàng đưa bức thư cho kinh chập, người đợi gặp thiết y, đưa thư này cho hắn, để hắn giao cho tạ cảnh hành vào tiệc sinh thần tối nay kinh chập tròn mắt ngạc nhiên không ngờ lá thư lại dành cho tạ cảnh hành nàng còn tưởng thầm diệu đang viết thư nhà cho thầm tín và phu nhân và tự hỏi sao lại viết thư nhà khi vừa mới viết cách đây hai ngày thầm diệu nói cốc vũ người ra ngoài một chuyến nàng tiện tay xé một tờ giấy viết vài nét bút rồi đưa cho cốc vũ nói giúp ta mua mấy thứ này cốc vũ vội vàng đồng ý và rời đi cùng kinh chập thẩm diệu ngồi lại trong phòng thở phào nhẹ nhõm chịu thua không phải là điều thẩm diệu thường làm đặc biệt từ khi sống lại ở kiếp này lòng tự ái trong nàng càng mạnh mẽ không cho phép nàng cúi đầu trước bất kỳ ai nhưng lần này nàng biết mình đã sai hơn nữa tạ cảnh hành cũng kiêu ngạo hai người cần có một người cúi đầu trước thẩm diệu quyết định mình sẽ làm điều đó sinh thần yến nhận được rất nhiều quà tặng nàng cũng phải thể hiện chút gì đó tuy nhiên kim ngân châu báo duệ thân vương phủ không thiếu nữ công gia tránh của nàng cũng không đặc sắc nên nàng chỉ có thể nghĩ đến một vài việc đơn giản hy vọng tạ cảnh hành sẽ dễ dụ như bát giác nói điều khiến nàng lo lắng nhất là diệp gia sẽ đến yến tiệc và diệp mi cùng diệp khác cũng sẽ có mặt mỗi khi diệp mi xuất hiện nàng luôn phải cảnh giác không thể để tạ cảnh hành gặp mặt hai người này mà không có mặt nàng thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã đến đêm. Người của thiết y đến đón, kinh chập cài châu châm cuối cùng lên tóc thẩm diệu, cười nói, hôm nay phu nhân nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Ta không phải tú nữ, làm đẹp để làm gì? Thẩm diệu bật cười, nhìn vào gương, thay châu châm bằng một đóa ngọc hải đường đỏ tím. Kinh chập khen, như vậy còn đẹp hơn. Thẩm Diệu nhớ lại lần đầu tạ cảnh hành tặng nàng đóa ngọc hải đường, khi đó cả hai đều nghi kỵ lẫn nhau giờ đây họ đã là phu thê cùng đến đại lương đeo ngọc hải đường có thể làm tạ cảnh hành ngôi giận và nhắc nhở hắn rằng từ người xa lạ họ đã trở thành vợ chồng thẩm diệu đứng dậy nở nụ cười bát giác và mọi người đang chờ bên ngoài đi thôi khi họ ra cửa thấy xe ngựa đã chuẩn bị sẵn bát giác và hồi hương đứng bảo vệ kinh chập hỏi điện hạ không đi cùng phu nhân sao hồi hương lúng túng điện hạ đã đi trước để bọn thuộc hạ đón phu nhân điều này khiến mọi người cảm thấy không thoải mái phu thê không ra ngoài cùng nhau dễ bị người khác đồn đoán kinh chập và cốc vũ tỏ ra bất mãn nhưng thẩm diệu chỉ nhạt giọng được rồi lên đường thẩm diệu hiểu rõ tính tình tạ cảnh hành kiêu ngạo và bướng bỉnh như trẻ con nàng quyết định không tính toán chuyện nhỏ nhưng cảm thấy lo sợ về cuộc bồi tội tối nay Bích Tiêu Lâu là tiểu lâu cao cấp nhất ở Lũng Nghiệp, nơi tổ chức sinh thần yến, tạo nên không khí phong quang vô hạn. Tạ cảnh hành ngồi tranh trách, hững hờ cười, nghe những lời khen tặng. Từ kim trường bào phô ra vẻ uy nghiêm, tựa như một đêm đầy sao, khiến mọi người không rõ hắn say hay tỉnh. Các khách nữ nhìn tạ cảnh hành đầy ngưỡng mộ. Tạ cảnh hành không chỉ tuấn tú, mà còn có phong thái kiêu sa, tà khí quyến rũ, Địa vị cao quý và giàu có. Tuy đã có vương phi, nhưng vị trí chắc phi vẫn còn trống, khiến nhiều người ao ước. Lưu Uyển Nhi ngồi bên cạnh Lưu Phu Nhân, ánh mắt không tự chủ hướng về tạ cảnh hành. Hai năm trước, nàng đã ái mộ hắn từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vị trí bên cạnh hắn bị thẩm diệu chiếm mất, khiến nàng tức giận. Nàng muốn tiếp cận tạ cảnh hành, nhưng thấy hắn đang bận tiếp khách, nên đành kìm nén nhìn thấy diệp mi lư uyển nhi sắc mặt chìm xuống là nữ tử nàng mẫn cảm với nhan sắc của người khác tự nhận mình cao quý nàng không xem trọng ai nhưng sự xuất hiện của diệp mi khiến nàng khó chịu diệp mi có một gương mặt đẹp và phong thái đặc biệt khiến người ta không thể không chú ý đến nàng nàng vừa mang nét quyến rũ lại vừa ngây thơ trưởng thành mà vẫn thanh thuần quan trọng hơn diệp mi rất thông minh dù mới trở lại Diệp Gia và lần đầu gặp nhiều phu nhân, nàng đã có thể trò chuyện vui vẻ cùng họ. Với dung mạo xinh đẹp, trí tuệ và thái độ khéo léo, Diệp Mi nhanh chóng được gán cho danh xưng Diệp Gia Thiên Kim. Diệp phu nhân, vì cảm giác tội lỗi, rất cưng chiều nàng, làm cho địa vị của nàng càng thêm vững chắc. Điều này khiến Lưu Uyển Nhi cảm thấy nguy cơ mạnh mẽ. Diệp Mi không chỉ cứu mạng duệ thân vương mà còn có quan hệ gần gũi với phủ thân vương, khiến Lưu Uyển Nhi tức giận không thôi. Lưu Uyển Nhi luôn coi tạ cảnh hành là của mình. Dù thẩm diệu có hiện diện, nàng chưa từng từ bỏ ý nghĩ đó. Với một tiểu thư dị quốc như thẩm diệu, không có hôn nhân hay gia thế mạnh mẽ, Lưu Uyển Nhi tin rằng chỉ cần có cơ hội, nàng có thể loại bỏ thẩm diệu mà không gặp khó khăn. Nhưng Diệp Mi thì khác, diệp gia có mối quan hệ phức tạp với lư gia không phải bạn cũng không phải thù nếu diệp gia muốn thông gia với phủ thân vương ý nghĩ này khiến lư uyển nhi giật mình cắn chặt môi diệp phu nhân lên tiếng nói đến thật là chưa từng gặp thân vương phi tại sao hôm nay thân vương phi không có tới các phu nhân bắt đầu bàn tán mọi người đều đã nhận ra thẩm diệu không có mặt nhưng vì không ai nhắc đến nên họ cũng không nói gì Giờ đây Diệp phu nhân đã đề cập, mọi người bắt đầu thảo luận. Diệp phu nhân tiếp tục, chắc không phải thân thể bị bệnh chứ? Mấy ngày trước ta đến đón Mi Nhi và Khác Nhi, thấy Thân Vương phi có chút tiểu tụy. Thân Vương điện hạ bệnh, làm thê tử tự nhiên cũng lo lắng, có lẽ vì vậy mà thân thể không được tốt, không thể chăm sóc cho Thân Vương điện hạ. Lời nói của Diệp phu nhân khiến mọi người xôn xao bà khéo léo đề cập việc bà đã đến phủ thân vương và mối quan hệ thân thiết giữa diệp gia và phủ thân vương đồng thời bà cũng hạ thấp thầm rượu ngụ ý rằng nàng không chăm sóc tạ cảnh hành khi hắn bị bệnh dù thực sự có bệnh thì cũng quá vô tâm tạ cảnh hành đang nâng chén rượu cùng đồng liêu không rõ có nghe thấy lời của diệp phu nhân hay không chỉ mỉm cười nhạt ánh mắt không lộ vẻ gì có người nói chắc là vợ chồng cãi nhau Lưu phu nhân cười, thân vương phi từng nói phủ thân vương sẽ không nạp thêm người, chứng tỏ tình cảm hai người rất tốt, làm sao có thể cãi nhau. Chúng ta đừng suy nghĩ nhiều. Lưu Uyển Nhi nghe vậy, tâm tình mới dịu đi một chút. Tuy không thích Diệp Mi, nhưng nếu thẩm diệu và tạ cảnh hành có xích mích, nàng rất vui. Diệp Mi khẽ nhìn Diệp phu nhân, hỏi, phủ thân vương sẽ không nạp thêm người sao? Diệp phu nhân gật đầu, thấp giọng nói, đó là do thân vương phi tự nói. La Đàm nghe mà tức giận, nàng đã vội vã trở về, không ngờ lại không thấy Thẩm Diệu. Ở đây nàng không quen biết ai, không thể tùy tiện lên tiếng. Nghe những lời này, nàng không thể nhịn được nữa. "Sẽ không không đến chứ?" Một phu nhân hỏi. La Đàm đang định phản bác thì cửa mở, một giọng nói ôn hòa vang lên, "Xin lỗi chư vị, ta đến muộn." mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa. Một nữ tử trẻ tuổi, mỉm cười bước vào. Nàng có dung mạo thanh tú, lông mày như trăng non, mắt như nước thu, dịu dàng và tươi tắn. Nàng mặc một bộ y phục màu ánh chiều tà với hoa văn tử bách hợp như ý, tóc búi gọn gàng, đeo vòng tai hình hồ lô bát bảo. Bộ trang phục đơn giản, nhưng lại tôn lên làn da trắng như tuyết và vẻ đẹp thanh tao của nàng. Bước đi uyển chuyển, mỗi bước đều như mang theo ánh sáng. Đó là một vẻ đẹp hoàn toàn khác với Diệp Mi. Diệp Mi mỹ lệ, nhưng vẻ đẹp của nữ tử này tựa như nước suối mùa xuân, băng mỏng mùa hè, trăng thu và tuyết đông. Vẻ đẹp của nàng toát lên từ dáng vẻ và biểu hiện, khiến người ta không dám mơ tưởng, chỉ có thể ngưỡng mộ. Thẩm Diệu khẽ nhắc cằm, bước đến ngồi ở vị trí dành cho nữ quyến. Biểu hiện ung dung, dù trong phòng có nhiều phu nhân quý tộc, nàng vẫn nổi bật. Nàng nhận chén rượu từ la đàm, cười nói, muộn, tự phạt một chén. Rồi nhã nhặn uống cạn. Hành động của nàng thể hiện sự đúng mực, không thiên vị, tao nhã mà hào khí. Các khách mời dần cảm thấy thiện cảm với nàng, đồng loạt nâng chén đáp lại, vương phi độ lượng, chúng ta cùng nhau cụng ly. La đàm nháy mắt, cảm thấy thẩm rượu hôm nay đẹp lạ thường, khí độ khác hẳn ngày thường. Nàng tự giác ưỡn thẳng lưng, cảm thấy hãnh diện. Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, liếc nhìn mọi người. Nàng nghĩ đến việc kinh chập và cốc vũ đã bận rộn suốt cả buổi chiều vì mình. Làm dệ thân vương phi, nàng cần phải hiểu rõ và kết nối với mọi người trong triều đình lũng nghiệp, nhất là khi có mặt mi phu nhân. Thẩm diệu không cho phép mình có bất kỳ sự suy yếu nào trước mặt mi phu nhân, bởi đó là tôn nghiêm của nàng mang theo ký ức về đôi nhi nữ đã mất. Kiếp trước đã thua quá thảm, kiếp này dù thế nào nàng cũng sẽ không lặp lại sai lầm đó, dù chỉ là một chút, nàng cũng sẽ không lùi bước. Lý Mi nhìn Thẩm Diệu với ánh mắt ngạc nhiên. Thẩm Diệu cười nhạt, nhưng trong lòng lại lạnh như băng. Bọn họ vẫn dám xuất hiện công khai trước mặt nàng, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thật sự nghĩ rằng có Diệp ra hậu thuẫn thì không cần sợ hãi sao? La Đàm khẽ kéo thẩm diệu, thấp giọng nói, tiểu biểu muội, ngươi có phải cãi nhau với muội phu không? Sao trông không đúng lắm? Thẩm diệu nhìn về phía tạ cảnh hành, hắn đang nghe một quan liêu trúc rượu, mắt không liếc sang phía này, vẻ mặt lạnh nhạt. Thẩm diệu hơi trầm ngâm, không biết liệu thiết y có đưa lá thư cho hắn chưa, nếu hắn vẫn giữ thái độ này, tối nay. Nàng không chắc liệu có thể giải thích được không? Đang lúc đó, một vị đại nhân nói nếu mọi người đã đến đông đủ chúng ta cùng chúc mừng thân vương điện hạ sinh thần mọi người cùng nâng chén chúc mừng tạ cảnh hành mỉm cười một chén uống cạn một vị phu nhân nói nói đến diệp phu nhân vừa tìm được diệp tiểu thư và diệp thiếu gia diệp tiểu thư xinh đẹp như vậy chắc hẳn tài nghệ cũng xuất chúng lại có quan hệ gần gũi với duệ thân vương phủ chẳng bằng trình diễn một chút để chúc mừng thân vương điện hạ lời này có ý hạ thấp diệp mi một thiên kim tiểu thư phải biểu diễn tài nghệ trước mặt mọi người nếu không phải trong một cuộc thi chính thức thì sẽ có vẻ hơi tùy tiện huống hồ diệp mi trước đây chỉ là con của thương nhân ai biết tài nghệ của nàng như thế nào phu nhân này rõ ràng muốn chỉ trích diệp ra tại lũng nghiệp có nhiều kẻ địch không ít diệp khác không vui diệp phu nhân định đáp lại nhưng diệp mi đã cười nói không phải là không thể chỉ sợ làm phiền mọi người không dám bêu xấu phu nhân đề nghị lập tức nói làm sao biết được chắc sẽ không tệ thân vương điện hạ ngài thấy sao tạ cảnh hành nhíu mày nhìn lướt qua khóe môi nhếch lên tự tiếu phi tiếu nói nhảy đi giọng nói của hắn có chút tùy ý như ra lệnh cho một người hầu tìm niềm vui diệp mi mắt sáng lên lập tức đứng dậy quay về thẩm diệu thi lễ một cái nói, nếu mọi người đều muốn xem, ta mới đến lũng nghiệp, không biết có phá hoại quy củ không, chỉ là cũng nguyện ý bêu xấu để mọi người vui vẻ một chút. Mấy câu nói làm tăng thêm sự uyển chuyển của nàng, tự nhiên mà khiến người ta cảm thấy nàng thật không biết sự, nhưng lại có chút quyến rũ khiêu khích. Thẩm Diệu nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Diệp Mi. Từng học được một điệu múa tay áo nước từ giữa mẫu ở Khâm Châu, hôm nay sẽ múa cho mọi người xem. Nàng nói, Thẩm Diệu cúi đầu, bên môi thoáng qua nụ cười lạnh. Diệp Mi nhanh chóng thay y phục. Nàng vốn đã quyến rũ, nay mặc bộ quần áo trắng như tuyết, càng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Diệp Mi bắt đầu múa, tay áo trắng bồng bềnh, nhẹ nhàng lướt trên giấy, vẽ nên một bức tranh khi múa. Thẩm Diệu cảm thấy móng tay như muốn đâm vào lòng bàn tay. Điệu múa tay áo nước là điệu múa Diệp Mi múa giỏi nhất. Diệp Mi cầm kỳ thi họa đều thông thạo, mỗi loại đều có thể đạt đến trình độ xuất sắc. Trong hậu cung, Diệp Mi độc sủng, vì thế mà tài nghệ này càng nổi bật. Điệu múa tay áo nước là một trong số đó, khi nàng múa, tay áo thấm mực vẽ tranh lên giấy, múa xong, bức tranh hoàn thành. Vừa phong nhã, lại đặc biệt, mỹ nhân, mỹ cảnh, mỹ họa, rất phong lưu. Nhưng điệu múa này là nỗi đau trong lòng thầm diệu mỗi khi nhìn thấy, nàng đều nhớ đến quá khứ đau khổ. Khi hung nô đến tỉnh cầu hòa thân, phó tu nghi muốn gả uyển du. Thẩm diệu đã dùng nhiều cách, thậm chí ép thẩm gia can thiệp, nhưng phó tu nghi vẫn không lay chuyển. Uyển du đã nghĩ ra cách học một thủ từ khúc và tự mình đàn cho phó tu nghi nghe, hy vọng khơi gợi tình cha con. Bài từ khúc đó là do Uyển Du tìm kiếm, nhưng Thẩm Diệu đã sửa lại nhiều lần uyển du đã nói lên nỗi lòng qua bài hát hy vọng phó tu nghi sẽ nhớ đến tình cảm gia đình và tha cho uyển du nhưng ngày hôm đó khi uyển du đàn cho phó tu nghi nghe ở khôn ninh cung mi phu nhân đã đến không mời mà tới nàng cười tự tin và nói bệ hạ ở đây thần thiếp học được một điệu múa mới muốn múa cho bệ hạ xem hoàng hậu nương nương cũng ở đây hãy cùng xem mi phu nhân múa quyến rũ tình cảm giạt rào khiến Phó Tu Nghi hoàn toàn quên mất Uyển Du và Thẩm Diệu. Ánh mắt thất vọng của Uyển Du, Thẩm Diệu mãi mãi không quên được. Cô bé chỉ mới mười mấy tuổi, trong mắt mất dần hy vọng, trở nên bình tĩnh lạ thường. Ngày hôm sau, Uyển Du đến dập đầu trước Thẩm Diệu và nói, "Mẫu hậu không cần vì Nhi thần mà uổng phí tâm tư." Nhi thần nguyện ý hòa thân. Ai lại muốn hòa thân chứ? nhưng uyển du hiểu rõ hơn thẩm diệu về sự vô tình của phó tu nghi và thủ đoạn của mi phu nhân uyển du cảm thấy dù phải đối mặt với tương lai không biết ra sao vẫn tốt hơn là ở lại trong cung đầy âm mưu và đau khổ cuối cùng uyển du đã được giải thoát nhưng thẩm diệu thì không bao giờ có thể nguôi ngoai trước mắt diệp mi múa tay áo trắng như tuyết nhưng thẩm diệu chỉ thấy những giọt mực là máu và nước mắt của uyển du những ký ức đau đớn khiến nàng không thể chịu đựng được, như một vết thương chưa lành, mỗi khi nhìn thấy, lại đau đến tận cốt tùy. 211. Trăng lạnh Lý mi với vòng eo mềm mại và ánh mắt quyến rũ, luôn tạo ra một cảm giác dịu dàng đầy mê hoặc. Ánh mắt của nàng có thể khiến người khác như bị cào sức lòng, tưởng rằng nàng sẽ dừng lại, nhưng rồi bất ngờ nàng lại bay đi như một con bướm đầy màu sắc các nữ quyến đã chăm chú nhìn nàng không chớp mắt huống chi là các nam quyến nam nhân luôn yêu thích những trò chơi đẹp mắt ánh mắt của họ dường như dính chặt vào người lý mi diệp phu nhân và diệp mậu tài cũng dần lộ ra ánh mắt đắc ý sinh ra một nữ nhi vừa xinh đẹp vừa tài năng thu hút toàn bộ nam nhân đại lương cũng là một loại bản lĩnh không phải ai cũng có được lưu uyển nhi ghen ghét đến mức tức giận cắn chặt răng Thẩm Diệu nhìn Lý Mi múa, nhưng tâm trí nàng lại quay về quá khứ. Lần đầu tiên nàng gặp Mi Phu nhân là khi từ Tần quốc trở về Định Kinh. Nghe nói trong cung có thêm một phi tử, được tôn xưng là Mi Phu nhân, nhưng không ai đề cập đến phi vị. Điều này vốn đã có chút bất thường. Nghe nói Phó Tu nghi rất sủng ái Mi Phu nhân, Thẩm Diệu tuy có chút chua sót, nhưng cũng không phản đối, nghĩ rằng Phó Tu nghi lạnh lùng như vậy dù có sủng ái ai cũng sẽ không quá đáng. sau đó nàng đến ngự thư phòng tìm phó tu nghi để bàn chuyện chính sự, nhưng nhìn thấy mi phu nhân đang ném chặn giấy vào phó tu nghi. lần này là lần đầu tiên nàng thấy mi phu nhân, một nữ tử mỹ miều nhưng kiêu căng, dám phát cáo trong ngự thư phòng. thẩm diệu tưởng rằng phó tu nghi sẽ nổi giận, và đúng là phó tu nghi có vẻ giận dữ, nhưng mi phu nhân lại dám quay lưng bỏ đi. ngày đó Thẩm Diệu nghĩ rằng Mi Phu Nhân là một nữ tử cương cường, dám nói chuyện như vậy với Phó Tu Nghi, nhưng lại không biết rằng sự kiêu căng của nàng có thể tồn tại trong hậu cung bao lâu. Thẩm Diệu vội vàng quan tâm tình hình của Huyền Du và Phó Minh, không để ý nhiều đến Mi Phu Nhân, chỉ cảm thấy nàng ta là người cực đẹp, cực ngông cuồng. Nhưng Phó Tu Nghi, dù giận đến thế, sáng hôm sau Thẩm Diệu đã nhìn thấy hắn bồi tiếp Mi Phu Nhân tản bộ trong ngự hoa viên, nói chuyện đầy sủng nịch. Thẩm Diệu chưa từng thấy Phó Tu Nghi như vậy, hắn không phải là người có tính tình tốt, chỉ ôn hòa khi đối diện với những người hiền tài. Nhưng Mi phu nhân, người vừa mới làm hắn tức giận hôm qua, lại khiến hắn mỉm cười vui vẻ. Lúc đó, Thẩm Diệu nhận ra Mi phu nhân không chỉ xinh đẹp và ngông cuồng, mà còn rất nguy hiểm vì nàng có thể điều khiển trái tim Phó Tu Nghi. Quả nhiên, theo thời gian, Thẩm Diệu dần nhận ra Mi phu nhân thực sự đáng sợ nàng ta kiêu căng, vô lễ, nhưng biết giữ mức độ vừa phải, khiến Phó Tu Nghi chỉ thấy nàng thật thà, khó thuần phục và càng ngày càng mê đắm. Trước mặt Thẩm diệu, mi phu nhân vô lễ, chào phúng, khiêu khích mối quan hệ giữa Phó Minh và Phó Tu Nghi. Nhưng Phó Tu Nghi luôn kiên quyết. Mi phu nhân thực sự là ai? Thẩm Diệu nhìn nữ tử quyến rũ trước mắt, lần này, nàng là thiên kim của Diệp Gia, khéo léo, biết tiến thối không còn kiêu căng. Nhưng liệu đó có thật là bản chất của nàng? Thẩm Diệu đã đấu tranh cả đời với Mi Phu Nhân và biết rõ sự đáng sợ của nàng. Mi Phu Nhân giảo hoạt, luôn đi đường vòng để đạt mục đích và luôn khiến người khác phải trả giá. Lần này, Mi Phu Nhân muốn gì? Nàng muốn khiến tạ cảnh hành mê đắm như phó tu nghi sao? Thẩm Diệu cười lạnh, nhưng không tự chủ được nhìn về phía tạ cảnh hành. Tạ Cảnh Hành đang nhìn Thẩm Diệu, khi bị nàng phát hiện, hắn quay đầu đi, như che giấu điều gì. Hắn không hề chú ý đến Lý Mi đang múa. Thẩm Diệu ngạc nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Nàng luôn tự ti trước Mi phu nhân về vẻ đẹp quyến rũ và lo sợ rằng Tạ Cảnh Hành sẽ như Phó Tu Nghi, hy sinh nàng. Nhưng Tạ Cảnh Hành không hề nhìn về phía Lý Mi, chỉ chú ý đến nàng. Điều này khác xa với Phó Tu Nghi người chưa bao giờ nhìn thầm rượu khi Mi phu nhân ở đó. Người với người quả thật khác nhau, cũng như nàng và Lý Mi khác nhau, tạ cảnh hành và Phó Tu Nghi cũng không giống nhau. Nàng suy nghĩ miên man, đến khi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên mới nhận ra Lý Mi đã kết thúc điệu múa. Lý Mi đứng trong sảnh, mỉm cười, trên trán lấm tấm mồ hôi, càng thêm xinh đẹp. Phía sau nàng là bức tranh thủy mặc đã hoàn thành, bức tranh kỳ lân đạp tường vân như thật, mười phần tinh tế. Diệp tiểu thư quả thật tài nghệ song tuyệt. Một vị đại nhân của học sĩ phủ nói, tranh sinh động, vũ múa tuyệt vời, học sĩ phủ các cô nương không ai sánh bằng. Điệu múa cũng rất tuyệt. Một phu nhân khác nói theo, Diệp phu nhân thật có phúc, Diệp tiểu thư không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng. Lũng nghiệp bên trong, vũ múa tốt như vậy, vẽ tranh tốt như vậy, thật là số một số hai. Diệp phu nhân cười khanh khách, Lư Uyển nhi ghen tị, trong mắt đầy không cam lòng. Một người khác nói, không biết thân vương điện hạ thấy bức tranh này thế nào. Tất cả mọi người nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, Diệp Mi cũng quay đầu nhìn hắn. Nhưng hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, xuất thần, không nghe thấy gì. "Điện hạ?" Cao Dương nhắc nhở hắn. Tạ Cảnh Hành lấy lại tinh thần, hỏi, "Chuyện gì?" Cao Dương nói, mọi người hỏi ngài đánh giá thế nào về bức tranh chúc thọ của diệp tiểu thư tất cả đều có chút lúng túng rõ ràng là diệp my đã tận tâm biểu diễn tài nghệ nhưng tạ cảnh hành lại hoàn toàn mất tập trung không hề chú ý điều này đối với diệp my mà nói thật không khác gì một sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng nghe vậy tạ cảnh hành nhìn lướt qua bức tranh khẽ nhếch môi nói không tệ sự qua loa trong thái độ của hắn ai cũng có thể thấy rõ ngay cả từ khoảng cách xa. Diệp Mi nụ cười hơi cứng lại, nhưng Thẩm Diệu nhìn thấy, trong mắt nàng lóe lên một tia vui vẻ. Tạ Cảnh Hành là người như vậy, tại một nơi đầy quan trọng như thế này lại có thể thất thần, rõ ràng là hắn cố ý làm Diệp Mi lúng túng. Dù Thẩm Diệu không biết tại sao hắn muốn làm vậy, nhưng nàng lại cảm thấy dễ chịu hơn nhờ hành động của hắn. Diệp Mi nhận thấy nụ cười của Thẩm Diệu, bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói, nói đến Lúc trước ở tại dưỡi Thân Vương phủ, từng nghe nói Vương phi cũng là tài nghệ song tuyệt. Câu chuyện đột ngột chuyển hướng về phía Thẩm Diệu. Nghe nói Vương phi rất giỏi bắn cung, nhưng chưa từng thấy nàng thể hiện tài nghệ khác. Hôm nay là sinh thần của điện hạ, Vương phi không bằng cũng trợ hứng, để chúng ta mở mang tầm mắt, tiểu nữ ngưỡng mộ Vương phi hồi lâu. Giọng nói của nàng dịu dàng nhưng đầy ý tứ thách thức dù ai nghe cũng cảm thấy diệp mi chỉ là vì sùng bái thẩm diệu mà mong muốn được chứng kiến tài nghệ của nàng tất cả mọi người nhìn về phía thẩm diệu chờ đợi phản ứng của nàng thẩm diệu khẽ mỉm cười ta là vương phi của duệ thân vương phủ làm sao có thể như ca kỹ nữ vũ nương thổi kéo đàn hát cho mọi người xem xét trong phút chốc không khí trong sành trở nên im lặng sắc mặt của diệp mi đỏ bừng lên thực ra việc biểu diễn hát múa trước mặt quần thần có thể được coi là mất mặt, nhưng vì Diệp Mi là thiên kim của Diệp Gia, lại có tài sắc vẹn toàn nên mọi người quên mất điều này. Nhưng khi Thẩm Diệu nói ra điều này một cách thẳng thắn, không khí trở nên rất xáo diệu. Sắc mặt Diệp Phu Nhân và Diệp Mậu Tài trở nên khó coi. Diệp Phu Nhân muốn nói điều gì đó, nhưng nếu nàng lên tiếng, chẳng phải tự chứng thực lời của Thẩm Diệu rằng Diệp Mi chỉ là ca kỹ, nữ vũ nương sao. Lưu Phu Nhân và Lưu Uyển Nhi thì tỏ ra hả hê, Thẩm Diệu và Diệp Mi đấu đá nhau chính là điều họ muốn thấy nhất. Tạ cảnh hành mỉm cười quan sát tất cả, không có vẻ gì cho thấy lời nói của Thẩm Diệu không phù hợp, cũng không có ý định can ngăn, chỉ đứng nhìn với vẻ thích thú. La Đàm cảm thấy Thẩm Diệu có vẻ nhằm vào Diệp Mi, nhưng lại thấy vui mừng trong lòng. Thật không công bằng khi Diệp Mi lại biểu diễn trong sinh thần của tạ cảnh hành, giọng khách át giọng chủ lại còn muốn thầm rượu hát múa. Bằng yêu cầu gì mà người khác cũng phải làm như nàng. Quý phu nhân lo lắng nhìn thầm rượu, vì buổi tiệc sinh thần mời toàn bộ triều thần, mà thầm rượu làm mất không khí, mọi người chỉ có thể trách duệ thân vương phủ thiếu quy củ, tổn thương danh tiếng của cả phủ. Sẽ còn cho rằng thầm rượu ghen tị, nhỏ nhen với một thiên kim diệp ra. Diệp mi do dự đứng tại chỗ, nhíu mày một chút đã khiến lòng người xót xa, mỹ nhân xinh đẹp bị ép đến tình cảnh này thật khiến người ta cảm thấy bất nhẫn. trong sảnh các nam nhân tỏ ra bất bình, tự xưng là chính nghĩa muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nói đỡ cho Diệp Mi. Thẩm Diệu nhìn lướt qua tất cả, thấy mọi người đều bị Diệp Mi dẫn dắt, cảm thấy nàng thực sự có bản lĩnh làm người khác vì mình mà hành động. hôm nay nếu từ chối Diệp Mi, sợ rằng ngày mai cả lũ nghiệp đều đứng về phía nàng. Làm sao có thể để Diệp Mi đạt được mục đích? Nàng đứng dậy, cười nói, "Diệp tiểu thư, thịnh tình không thể chối từ, ta liền cố hết sức, vừa vặn trước đó vài ngày học một khúc từ khúc, gảy cùng Diệp tiểu thư nghe." "Làm sao lại gảy cho Diệp tiểu thư nghe?" Lô phu nhân cười nói, "Không phải là chúc mừng điện hạ sinh thần sao?" "Này từ khúc bi ai vô cùng." Thẩm Diệu lạnh nhạt nói, không giống vui mừng không hợp cung nghênh sinh thần. Nhưng ta cảm thấy thích, nên học. Nếu Diệp tiểu thư ngưỡng mộ, thứ tốt tất nhiên phải chia sẻ, đúng không? Nàng mỉm cười nhìn Diệp mi Diệp mi cũng nhẹ nhàng cười đáp, tự nhiên đúng thế. Hai người nói chuyện, như có lưỡi đao sắc bén ẩn giấu. Diệp mi quyến rũ, thẩm diệu đoan trang, mỗi người có vẻ đẹp riêng, khiến người ta khó phân cao thấp. Thẩm diệu vẫy tay áo, đi đến giữa sảnh, Diệp Mi lui ra, kinh chập vội tìm ghế cho Thẩm Diệu. Nàng nhấc mắt hỏi, lấy cầm đến đây đi. Cốc Vũ một lúc sau quay lại, nói: Bích Tiêu lâu chỉ có một cây Tiêu Vĩ cầm, phu nhân. Tiêu Vĩ cầm tiếng đàn sắc đặc biệt. Cốc Vũ biết Thẩm Diệu từ lâu, chưa bao giờ thấy nàng đánh đàn. Cô thầm hận Diệp ra Thiên Kim không có lòng tốt, lại muốn Thẩm Diệu làm việc phong nhã này, sợ rằng Thẩm Diệu sẽ mất mặt đặc biệt ở nơi đất khách quê người. Không ai sẽ xem trọng thẩm diệu, phần lớn đều tâm mang ý xấu, hận không thể bỏ đá xuống giếng. Đặc biệt là Diệp Mi vừa biểu diễn nước mặc vũ, thẩm diệu làm gì cũng sẽ thua kém. Không sao, cứ lấy nó đi. Thẩm diệu nói. Mọi người xì xào bàn tán. Không phải nói xưa nay lỗ mãng sao, càng còn muốn bất cẩn đánh đàn. Chắc là muốn so tài với Diệp Tiểu Thư, Đúng là tranh cường háo thắng. Ôi, đáng tiếc cho Dụệ Thân Vương phủ, hôm nay chắc chắn là mất mặt rồi. Minh Tề người quả thực không ra gì, không biết lượng sức mình. Họ tuy nói nhỏ nhưng không giấu được ánh mắt trào phúng. Là Đàm tự tin tuyệt đối, dù chưa từng nghe Thẩm Diệu đánh đàn, nàng luôn cảm thấy Thẩm Diệu không gì không làm được, nếu nói ra được liền nhất định có thể làm được. Quý Vũ thư ghé tai nói nhỏ với Cao Dương, tẩu tử thật sự biết đánh đàn sao. Trước đây ở phong tiên hiệu, không có lần nào nàng mời được cầm tiên sinh giỏi cả. Tự học thành tài à? Thật quá lợi hại. Cao Dương nhún vai, ta cũng không rõ, cứ chờ xem thế nào. Bùi la ngồi giữa đám tân khách, từng nghe nói thẩm diệu ở Quảng Văn Đường không học cầm, tiên sinh còn oán trách nàng không nhận biết dây đàn. Thấy thẩm diệu vui vẻ tiếp nhận thử thách, trong lòng không khỏi kinh ngạc, lại không nhịn được liếc nhìn tạ cảnh hành, nghĩ rằng thẩm diệu vì tranh cường háo thắng, cũng đều là vì tạ cảnh hành. Tạ cảnh hành khẽ nhíu mày, nắm ly rượu trong tay hơi chặt lại. thẩm diệu đốt hương rửa tay, lạnh nhạt nói, khúc này gọi, huyết vịnh, kể về một vị công chúa trẻ tuổi bị ép hòa thân với địch quốc, phải gả cho lãnh tụ địch quốc đã qua tuổi 50. Trước viễn cảnh mờ mịt và bất an, nàng hy vọng có thể thay đổi ý định của phụ hoàng từ khúc này là biểu hiện của sự bi phẫn và tuyệt vọng. Âm thanh của nàng nhẹ nhàng, tựa như ánh trăng xa xôi, khiến người nghe như lạc vào câu chuyện bi thương đó. Nàng bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn tiêu vĩ cầm dày và nặng, không réo rắt như bình thường, nhưng từng tiếng đàn nhỏ nhẹ, kéo dài lại chạm đến tâm can. Trong sảnh nhanh chóng trở nên im lặng. Nàng chậm rãi mở miệng, cất giọng hát. Trường Giang manh mông Tây đến, mặt nước vân sơn, trên núi lầu. Sơn thủy tương liên, lầu đối lập, thiên cùng sắp xếp. Đeo trăng đi, khoác tinh đi, cô quán hàn thực cố hương mùa thu, trên gối yêu, lập tức sầu, chết rồi hiu. Giọng hát của nàng trong ngày thường ôn hòa, nay lại mang theo đau xót tâm can, khiến người nghe không khỏi cảm thấy mắt đục đỏ màu, trong lòng chua xót. Theo lời nàng, mọi người dường như thấy được hình ảnh vị công chúa trẻ tuổi, sinh ra trong cảnh tuyết rơi, nhưng lại bị ép mặc phượng quan khăn quàng vai, ngồi trong góc cung điện nguy nga, chịu đựng vận mệnh không thể tự quyết. Nàng lên xe ngựa, bái biệt mẫu hậu, đế vương vô tình, vì đại nghiệp mà hy sinh nữ nhi. Công chúa này bị ép gả cho một người không phải người nàng chọn, đối mặt với một tương lai mờ mịt, cô đơn vén rèm nhìn ra ngoài, thấy những điều tự do hơn nàng. Gang tấc thiên nam địa bắc, chỉ một thoáng trăng khuyết hoa phi. Tay cầm tiệc tiễn biệt chén, mắt các biệt ly lệ. Mới vừa nói đến thanh bảo trọng điều dưỡng, đau sát sát dậy người không nỡ. Nước mắt thẩm rượu chảy xuống. Nàng vốn thanh tú đoan trang, dưới ánh đèn, tay trắng nõn gảy đàn, nước mắt lan dài, mang theo vô tận khổ sở, khiến người ta không khỏi động lòng. Những giọt nước mắt, lạnh lùng nhưng đầy đau xót, càng làm tăng thêm cảm giác muốn che chở mọi người trong sảnh lặng thinh mắt đục đỏ ngầu trong lòng cảm thấy nặng nề không thể vui lên như lúc lý mi múa dây đàn bỗng chuyển tiếng đàn trở nên gấp gáp nàng bắt đầu sướng lên sắc bén ngộ quốc quân gian nịnh chuyên quyền khai hà biến sao mầm tai họa nguyên quan pháp lạm hình pháp trùng lê dân oán người ăn thịt người cùng từng thấy tặc chức vị làm quan tặc hỗn ngu hiền ái tai đáng thương chẳng bằng tận mắt thấy lầu này khuynh đài sụp, là được gạch vụn, hưng vong 50 năm, mắt lạnh xem bi tàn. Mặt mày nàng nghiêm nghị, từng tiếng đẫm máu và nước mắt, như tố cáo một đoạn quá khứ. Ánh mắt nàng đầy sát khí, tràn ngập phẫn hận, từng tia ánh mắt như mũi tên hướng về diệp mi tỉ đệ. Uyển Du không từng gảy khúc này cho phó tu nghi nghe, phần còn lại do thẩm diệu bù đắp, tại lãnh cung, nàng gảy cho chính mình nghe đoạn trước là uyển du cầu xin, đoạn sau là nàng lên án. Ban đêm trong lãnh cung, chỉ mình nàng nghe, còn những người khác không biết. Hiện tại, ở đây, ngươi phải nghe. Nghe kỹ từng giai điệu quen thuộc, có thấy sợ hãi không? Tạ cảnh hành đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao. Diệp mi cảm thấy lạnh, tự hỏi khúc hát này liên quan gì đến nàng, nhưng tại sao lại hướng về phía nàng, trong lòng càng bất an khúc hát kết thúc tiếng đàn xa dần thẩm diệu ngừng tay ngẩng đầu lên trong sảnh im lặng không tiếng động ai dám nói vương phi lỗ mãng vô danh không thông cầm ký có thể đàn hát khiến cả sảnh lặng thinh cũng là một loại bản lĩnh nhưng vì sao lại khiến người ta cảm thấy nặng nề như nghe xong một câu chuyện bi thương không thể vui lên thẩm diệu nhẹ nhàng mở miệng khúc này không vui mừng vốn không nên gảy trong sinh thần nhưng Diệp tiểu thư muốn nghe, ta cố ý gảy cho nàng. Nàng nhìn Diệp mi, Diệp tiểu thư có hài lòng không? Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về Diệp mi. Diệp mi có chút đứng ngồi không yên. Lời này như là nàng ép thẩm diệu phải đàn để bêu xấu, nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng thẩm diệu không chỉ không lỗ mãng, mà còn đánh đàn rất giỏi và đầy cảm xúc. Tiếng đàn của thầm diệu đã làm xúc động tất cả mọi người trong sành che giấu lương tâm mà nói nàng đã rơi vào thế hạ phong vương phi quả thực như đồn đại tài nghệ vô song diệp mi cười nói khúc huyết vịnh này thật khiến người ta khâm phục chỉ là nàng hơi nghi hoặc một chút khúc huyết vịnh có vẻ như chia làm hai phần khác nhau phần sau như thể đổi bản nhạc phần sau kịch liệt phẫn hận tuyệt vọng giống như tiếng thét cuối cùng của con thú mệt mỏi khiến người ta run rẩy Thầm diệu giật giật ngón tay, phía trước và phía sau tự nhiên không giống nhau, phần trước là uyển du vì đánh động phó tu nghi mà làm bi thương, phần sau là nàng đau khổ mất con, sau khi bị đẩy vào lãnh cung, lên án đôi nam nữ độc ác này. Thầm diệu mỉm cười, phần trước là tâm trạng của tiểu công chúa khi bị ép gà, phần sau là sự tuyệt vọng và phẫn huất của hoàng hậu khi mất con. Thì ra là vậy, mọi người bừng tỉnh, lại có người hỏi. Khúc này thật cảm động, Thân Vương phi nghe được câu chuyện này từ đâu mà biết? Chỉ là nghe từ một người kể chuyện. Thẩm Diệu mỉm cười, chỉ là thấy câu chuyện quá bi thương nên nhớ kỹ. Ố, có một tiểu thư trẻ tuổi không nhịn được hỏi, nếu đây là một câu chuyện, kết cục của công chúa Hòa Thân kia như thế nào? Thẩm Diệu lạnh nhạt nói, kết cục, công chúa chết trên đường Hòa Thân, hoàng hậu cũng bị đẩy vào lãnh cung. Không lâu sau được ban cho vải trắng một đôi, qua đời. Mọi người đều thổn thức, nói câu chuyện này quá bi thảm. Diệp phu nhân có chút không hài lòng, Thẩm Diệu vừa ra tay đàn hát, đã khiến cho Diệp Mi không thể nổi bật. Diệp Mi quyến rũ yêu kiều, vũ nhiệt liệt cảm động, nhưng Thẩm Diệu chỉ cần ngồi yên lặng đàn hát, đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Hơn nữa, nàng còn kể một câu chuyện, đoạt lấy sự chú ý của Diệp Mi khiến điệu múa của Diệp mi trở nên tầm thường. Mọi người nhìn thầm diệu với ánh mắt có chút thay đổi. Các nữ nhân thường xử trí theo cảm tính. Thẩm diệu kể một câu chuyện đáng thương, tiếng đàn của nàng như chiếm lấy lòng người, khiến mọi người cảm thấy gần gũi hơn. Diệp phu nhân nói, ngày vui mà khiến người ta quái sầu não. Thẩm diệu cũng cười, quấy dày các vị hứng thú, cũng là lỗi của ta. Nàng đi tới giữa bữa tiệc, thẳng tay cầm lấy một bát rượu, tự rót cho mình đầy một bát, hơi vàng rượu nhưỡng, phản chiếu lại dung nhan tuổi trẻ của nàng. Kính một chén rượu, bồi tội. Nàng ngửa đầu rót xuống. Ánh mắt tạ cảnh hành đột nhiên trầm xuống, như muốn đứng dậy, nhưng lại kiềm chế được. Thẩm rượu nâng cầm, chén rượu rót gấp khiến rượu tràn xuống cổ, ướt một màng vạt áo, nhưng lại càng thêm đậm đà, khiến lòng người cảm thấy kiều diễm lông mi nàng dài, ánh mắt trong suốt, đặt bát rượu xuống bàn, vừa tao nhã lại hào khí, uống trước rồi nói. Chén rượu này khiến các đồng liêu cảm thấy nàng có tử lượng giỏi, dồn dập cầm bát rượu cười nói, thân vương phi tử lượng giỏi, kính ngài một chén. Thẩm rượu khẽ mỉm cười, nụ cười này lại có chút khiến người ta nhìn không thấu. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Mi tỷ đệ, Diệp Mi tỷ đệ cũng nhìn chằm chằm nàng, nàng liếc nhìn ra ngoài chén rượu này đã khiến không khí trong bích tiêu lâu trở nên nhiệt tình thẩm rượu đứng dậy quay về chỗ ngồi của nữ quyến nói đi ra ngoài hóng mát một chút rồi rời đi bên ngoài bát giác và hồi hương đang chờ dẫn nàng đến tròi nghỉ mát gần đó thẩm rượu cảm thấy ít hầu nóng bỏng rượu mạnh nhưng nàng không cảm thấy say chỉ là khóe mắt cay xè như có lệ nóng chảy ra chén rượu này kính cho nàng tiểu nữ nhi Hòa thân trên đường chết thảm tiểu công chúa. Những người này chỉ nghe hí khúc đã thấy bi thảm, con nàng. Uyển Du, khi theo đoàn hòa thân đi xa, liệu có phải cảm thấy tuyệt vọng như đặt mình trong lửa đỏ, không còn lối thoát? Nàng cho rằng mình có thể chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi. Là một người mẹ, nàng tình nguyện chết một ngàn lần, cũng không muốn Uyển Du và Phó Minh phải chịu những khổ đau này. Nàng bước từng bước, ánh trăng lạnh lẽo như nước nhưng không làm dịu đi lòng nàng hoang vu trong tròi nghỉ đã chuẩn bị sẵn rượu và đồ ăn bát giác nói phu nhân khói hoa cũng đã mua xong thẩm rượu gật đầu đáp lại người ta nói khi nói ra sẽ thấy nhẹ nhõm hơn bất luận tương lai tạ cảnh hành nhìn nàng ra sao nàng phải đối mặt với điều gì nàng cũng có thể chịu đựng không có gì có thể tệ hơn kiếp trước những đau khổ đó nàng đều đã nhẫn nhịn, không bị lý giải, ngăn cách, ánh mắt quái dị, lại có đáng là gì. Nàng đang nghĩ, thì nghe phía sau có âm thanh vang lên, người đang đợi thân vương sao. Quay đầu nhìn lại, là bùi lang. Bùi lang nhìn lướt qua đồ vật trong đình, cười nói, không ngờ ngươi sẽ làm chuyện này. Thẩm diệu hỏi, ngươi sao lại ra đây? Không quen nơi đông người, bùi lang nói, cũng không uống được rượu, định về trước. Không ngờ thấy ngươi đang chuẩn bị những thứ này. Hắn nói, định cùng thân vương dùng sao? Thẩm Diệu gật đầu. Trước đây ta luôn nghĩ ngươi sẽ không chịu thua ai, giờ mới biết thì ra là thân vương. Bùi Lang cười có một chút âm u khó thấy, nhưng khi nhìn về Thẩm Diệu thì vẫn nhẹ nhàng, tuy bất ngờ nhưng cũng không ngoài dự liệu. Thẩm Diệu khẽ mỉm cười. Cùng lúc đó, bên trong Bích Tiêu lâu tạ cảnh hành nhìn thoáng qua thiết y rồi đứng dậy rời khỏi bàn tiệc quý vũ thư kéo lấy vạt áo hắn hôm nay là sinh thần của ngươi sao lại muốn bỏ trốn giữa chừng buông tay tạ cảnh hành liếc nhìn hắn một cái quý vũ thư ngoan ngoãn buông tay rốt cuộc đi đâu mà thần thần bí bí vậy cao dương nói ngươi quản hắn làm gì nhiều thế tạ cảnh hành liếc mắt một cái vừa nhìn thấy Diệp Mi đang nói chuyện cùng Diệp phu nhân, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Thái độ của Thẩm Diệu đối với tỷ đệ Diệp gia thực sự quá kỳ quặc, dường như vượt qua lý trí của nàng, trở nên như một người khác. Chuyện này với tỷ đệ Diệp gia không hề đơn giản, mặc dù Mặc Vũ Quân cha không ra điều gì sai, nhưng chính vì vậy mà càng khiến người ta hoài nghi. Hắn bỗng nhiên nhớ đến lá thư thiết y nhét vào tay áo mình lá thư đó là thẩm diệu viết cho hắn không có lời xin lỗi chỉ nói sinh thần yến thượng tại lương đình trong con hẻm nhỏ gần bích tiêu lâu nàng có lời muốn nói với hắn dù gì việc thẩm diệu đẩy ra mọi người để nói chuyện riêng cũng là một nhượng bộ lớn tạ cảnh hành vốn đối với thẩm diệu ngoài mạnh trong yếu dễ dụ cực kỳ tỏ ra lạnh lùng cũng là giả bộ giờ phút này lòng hắn thực sự rất vui mừng hắn nghĩ ba ngày không đánh tới phòng ít ngói, không để ý đến nàng, nàng quả thực hiểu chuyện hơn nhiều. Chỉ là hắn cũng không nỡ làm nàng khổ sở, nhưng khi ở trong đại sảnh, nhìn thấy nàng kiều diễm, cùng ánh mắt quý mến của những người đàn ông khác khi nàng đánh đàn. Tất cả khiến hắn không thoải mái. Trong lương đình, bùi lang cùng thẩm diệu nói xong, liền dự định cáo từ. Vừa mới bước xuống bậc thang, thì đụng phải một đứa trẻ khoảng 8, 9 tuổi, Bùi lang không kịp đề phòng, bị va phải té ngã. Bát giác và hồi hương ở đầu kia chờ tạ cảnh hành đến, thẩm diệu nghĩ, chắc là thiếu gia quan gia nào đó từ bích tiêu lâu chạy ra chơi, thấy bùi lang thấp giọng rên rỉ, tựa hồ ngã không nhẹ, liền định đến xem thế nào. Vừa mới đến gần bùi lang, thấy đứa bé kia mặt hướng nằm úp sấp, không biết thế nào rồi, bùi lang đang gọi hắn. Thẩm diệu cúi xuống, định nói chuyện, Đứa bé kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt lóe hung quang. Thẩm Diệu không kịp chuẩn bị, thấy ánh bạc trước mặt đâm tới. Giờ phút này muốn trốn cũng không kịp, đã thấy Bùi Lang mạnh mẽ ôm lấy nàng, bảo vệ nàng dưới thân. Tiếp đó, là một tiếng rên. Nhưng chết cũng không buông tay, ôm Thẩm Diệu cực chặt, đứa bé kia mặc kệ, đá Bùi Lang bay ra ngoài, lưỡi dao nhắm thẳng Thẩm Diệu mà đâm tới. Xa xa có tiếng vang vọng lại tiểu hài nhi thủ hạ loang lổ máu, lại nhìn thầm diệu, cùng bùi lang giống nhau, lưỡi dao đã đâm vào bụng. Tạ cảnh hành vừa vặn cùng hồi hương và bát giác đi đến. Hồi hương nói, phu nhân đã đợi ngài lâu rồi, sợ ngài còn giận, nên vẫn kiên trì chờ ngài. Ngài gặp phu nhân, hãy săn sóc nàng nhé. Tạ cảnh hành mặt không biểu cảm, nhưng trong mắt lóe lên nụ cười. Vòng qua hẻm nhỏ, liền thấy tròi nghỉ mát còn chưa đến gần, đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Tạ Cảnh Hành bước chân dừng lại. Bát Giác cùng hồi hương cũng sững sờ. Ánh trăng sáng như đèn lồng, chiếu rõ trên mặt đất. Vốn nên là cảnh đẹp của gió mát và trăng thanh, giờ lại khiến lòng người sinh ra một luồng lạnh lẽo. Những vũng máu lớn và những người quen thuộc. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn